Tôi xin chào các bác yêu âm thanh toàn quốc nhá. Hiện tại thì GEK chúng em đang có mặt tại 156 Ngô Quyền, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa để lắp cho anh Luận bộ dàn karaoke. Tôi xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ đồng hành cùng với GEK chúng em vào trong căn phòng khách của bác Luận để khám phá và trải nghiệm bộ dàn ngày hôm nay. Và bộ dàn ngày hôm nay gồm có cặp loa G6000, dòng loa cây, hai bát điện 30 rất là khủng, và đẩy liền vang X28 Pro. Không thể thiếu gì hết karaoke thì có bộ mic không dây VK321 và súp S1002 bản Black. Và đây là gian phòng khách của anh Luận. Xin mời các bác và anh em chúng ta vào trong phòng khách và chúng ta sẽ trải nghiệm trực tiếp sau khi kỹ thuật GEK chúng em lắp đặt và setup xong. Xin mời các bác. Đời trai như khách chi phiêu bạt, áo lần dần về, để mẹ áo lại ngóng chờ. Mẹ ơi trong thời chiến chiến, bao mùa xuân con chẳng về nhà, hãy đến chưa tin vui cùng mẹ. Mẹ ơi ôm mùa xuân đến, bao đã có mong mỏi ngày đêm. Xuân này con về quê thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về. Lời tình đóng cửa theo gió, mấy anh thương nhau.